và Sụn sẽ báo giá tất cả các dòng xe mang thương hiệu Gắt. Thì ngay bây giờ hãy cùng Sụn đi vào tìm hiểu chi tiết những dòng xe phù hợp với cái nhu cầu tài chính của khách. Chào toàn thể quý khách hàng, rất vui cho mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của ô tô An Sương. Mình là Sụn, là đại diện kinh doanh tại ô tô An Sương. Hiện tại là tháng 3 năm 2024 và Sụn sẽ báo giá tất cả các dòng xe mang thương hiệu Gắt. Thì ngay bây giờ hãy cùng Sụn đi vào tìm hiểu chi tiết trong hai dòng xe phù hợp với cái nhu cầu tài chính của mình nhé. Vâng, và cái sản phẩm đầu tiên mà Sụn muốn gửi tới cho quý khách hàng đó chính là dòng xe Van Gắt 11 khối, giá hiện tại là 665 triệu đồng và đang được ô tô An Sương khuyến mại lên tới 25 triệu đồng. Giá xe còn lại là 640 triệu đồng. Kế bên đó là dòng xe Van Gắt cùng hàng lên tới 14 khối và kích thước thùng dài tới 3m7. Giá xe hiện tại là 720 triệu đồng và có thể hỗ trợ trả góp lên tới 80%. Đó là hai cái dòng xe van đầu tiên mà Sụn gửi tới cho quý khách hàng. Vâng, và cái sản phẩm thứ ba mà Sụn muốn gửi tới cho quý khách hàng đó chính là dòng xe Van Gắt Superb 6 chỗ ngồi. Đây có thể nói là một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn nha quý khách hàng. Mình có thể vừa đi làm vừa đi chơi. Giá xe hiện tại là 670 triệu đồng. Và kế bên đó là dòng xe Van Gắt Superb 3 chỗ ngồi, thùng hàng dài tới 2m6. Giá xe hiện tại là 560 triệu đồng và có thể hỗ trợ trả góp lên tới 80%. Vâng, và tiếp tới đó chính là xe Gắt 6 chỗ ngồi, thùng hàng 10 khối. Đối với phiên bản thùng hàng nguyên bản, giá xe là 780 triệu đồng. Còn đối với phiên bản cải tạo, giá xe là 790 triệu đồng. Vâng, và tiếp tới đó chính là một số dòng xe khách mang thương hiệu Gắt. Kế bên sau đây đó chính là dòng xe Gắt 20 chỗ ngồi, giá xe hiện tại là 920 triệu đồng. Đây có thể nói là một cái dòng xe khách mà lớn nhất trong phân khúc, chiều dài là lên tới khoảng 7m2 và mang lại cái cảm giác cực kỳ thoải mái cho những cái khách hàng trải nghiệm xe. Bên cạnh đó còn có một số dòng xe khách khác như là xe Gắt 16 chỗ, giá xe hiện tại là 820 triệu đồng và đang được ô tô An Sương khuyến mại lên tới 25 triệu đồng. Giá xe còn lại là 795 triệu đồng. Đối với cái dòng xe khách 16 chỗ thì nội thất cực kỳ đẹp nha quý khách. Ghế thì sử dụng toàn bộ là ghế U, rất là đẹp và thoải mái. Bên cạnh đó có thêm một dòng xe Gắt 17 chỗ, giá xe là 760 triệu đồng. Và xe Gắt 17 chỗ có đời 2022 thì cũng đang được khuyến mại cực kỳ khủng, lên tới 40 triệu đồng. Giá xe còn lại là 720 triệu đồng. Một cái điểm đặc biệt nữa đó chính là xe Gắt vẫn có xe tải nha quý khách. Xe tải 1.9 thùng 4m2, giá xe hiện tại là 550 triệu đồng. Quý khách hàng có thể ghé tại ô tô An Sương để trải nghiệm cũng như là lái thử xe và tư vấn chi tiết về tất cả các dòng xe. Vâng, vừa rồi Sụn đã báo giá tất cả các dòng xe mang thương hiệu Gắt. Nếu như mà quý khách hàng nào mà thấy hay thì hãy cho Sụn xin một lượt like, share hoặc là một lượt subscribe. Còn quý khách hàng cần trải nghiệm về xe thì ghé bên ô tô An Sương hoặc có thể liên hệ trực tiếp với Sụn qua số điện thoại là 0909039484 để Sụn có thể tư vấn chi tiết nhất cho quý khách hàng. Cuối cùng thì Sụn xin chúc cho quý khách hàng có một ngày làm việc thật là tuyệt vời, thật là năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại.